Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam thực tế đã sớm được xác định lên phương án đầu tư từ gần hai thập kỷ trước và chính thức trình Quốc hội năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm đó việc triển khai dự án chưa được thông qua vì thời và thế chưa điểm. Một trong những băn khoăn khiến dự án chưa được thông qua lúc đó là vốn đầu tư cho dự án rất lớn, nhưng phương án thu xếp vốn chưa đủ sức thuyết phục các đại biểu Quốc hội. Theo tính toán của các cơ quan tham mưu, vào thời điểm đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần nguồn vốn đầu tư tới 56 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 38% GDP. Nguồn vốn dự kiến được thu xếp thông qua vay nước ngoài đã dấy lên lo ngại về an toàn nợ công trong bối cảnh quy mô nền kinh tế còn nhỏ, kèm theo nợ công ở mức cao lên tới 56,6% GDP. Những lo ngại này kèm theo nhu cầu giao thông, đường bộ dọc theo đất nước lúc đó chưa lớn như bây giờ, khiến cho dự án chưa nhận được sự đồng thuận cao nhất. Thậm chí sau đó, dự án được tư vấn đề xuất đầu tư theo hình thức PPP đối với phần phương tiện thiết bị, đầu tư công phần kết cấu hạ tầng nhằm giảm áp lực về bài toán huy động, vốn, nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Sau 14 năm, dự án đường sắt tốc độ trục Bắc Nam một lần nữa được trình lên Quốc hội xem xét và thông qua quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp đang diễn ra. Theo phương án mới, do Bộ Giao thông Vận tải phác thảo, tuyến đường sắt có điểm đầu tại Hà Nội và điểm cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1.541 km với 25 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Dự án sẽ xây dựng mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dục, phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Đề án đã được xây dựng dựa trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm của 22 quốc gia vùng lãnh thổ đang khai thác và 6 quốc gia đang xây mới và tổ chức đoàn công tác liên ngành đến Nhật, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 67 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 11 tỷ đô la Mỹ so với phương án được trình ra Quốc hội năm 2010. Vốn đầu tư ở phương án trước đây thấp hơn nhưng vẫn gây lo ngại. Vậy với phương án mới có vốn đầu tư cao hơn, những băn khoăn về nguồn vốn cũng như an toàn nợ công sẽ được giải đáp thế nào? Nếu như phương án trước đây được xây dựng dựa trên nguồn vốn vay nước ngoài thì phương án hiện nay đặt trọng tâm thu xếp vốn từ ngân sách nhà nước. Để hoàn thành dự án vào năm 2035, dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn trong khoảng 12 năm, bình quân mỗi năm khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ. Với nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, quy mô nền kinh tế năm 2013 đạt 430 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 3 lần so với năm 2010, nợ công ở mức thấp khoảng 37% GDP. Dự kiến thời điểm triển khai xây dựng vào năm 2027, quy mô nền kinh tế ước đạt 564 tỷ đô la Mỹ nên nguồn lực để đầu tư không còn là trở ngại lớn, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định. Bên cạnh đó, đã hoàn thành 3.000 km và đang đầu tư 1.700 km nên áp lực đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 không lớn. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới có thể cân đối đầu tư dự án, tác động không lớn đến các công trình quan trọng quốc gia khác. Đáng chú ý, việc thu xếp vốn cho một dự án đặc biệt quan trọng đối với quốc gia và có tính chất phức tạp kéo dài chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Còn tính đến việc khai thác giá trị đất đai dọc tuyến, đây cũng chính là điểm khác biệt về huy động vốn của dự án hiện nay so với thời điểm 14 năm trước. Toàn tuyến có 23 ga hành khách được bố trí theo nguyên tắc phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương cũng như đặt tại khu vực trung tâm kinh tế chính trị các địa phương hoặc khu vực gần trung tâm đô thị, khu vực quy hoạch có tiềm năng phát triển mới, khai thác hiệu quả nguồn lực quỹ đất. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến mỗi vị trí ga quy hoạch không gian vùng phụ cận từ 200 đến 250 ha với 3 khu chức năng, gồm khu trực tiếp đón khách 6 đến 8 ha, khu dịch vụ thương mại 10 đến 15 ha, khu đô thị dịch vụ 250 đến 300 ha. Trong phạm vi dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công để khu chức năng trực tiếp phục vụ đón tiễn khách, còn phần phục vụ cho mục đích dịch vụ thương mại và khu phát triển dịch vụ đô thị TOD sẽ do địa phương kêu gọi nhà đầu tư thực hiện. Theo tính toán của các chuyên gia tư vấn, việc khai thác hiệu quả quỹ đất sẽ giúp mang về khoảng 22 tỷ đô la Mỹ từ giá trị quỹ đất tại các khu vực TOD, khai thác thương mại của tuyến đường sắt cao tốc. Đồng thời, quá trình triển khai sẽ huy động đa dạng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư dự án.
Do dự án kéo dài qua 3 kỳ trung hạn dẫn tới việc xác định nguồn và khả năng cân đối vốn chưa có quy định, nên Chính phủ kiến nghị bổ sung một số cơ chế đặc thù trình Quốc hội với 3 nội dung. Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án, Thủ tướng quyết định sử dụng các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài và các nguồn vốn trong nước hợp pháp khác. Dự án được bố trí đủ vốn qua nhiều kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với thời gian tiến độ thực hiện dự án. Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách trung ương giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để bố trí vốn cho dự án trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội quyết định. Thứ ba là không thực hiện thẩm định khả năng cân đối vốn và giao Chính phủ cân đối trình Quốc hội quyết định bố trí vốn cho từng kỳ trung hạn bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Việc thu xếp vốn cũng được đánh giá tác động liên quan đến an toàn công nợ. Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, đến năm 2030, cả 3 tiêu chí nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia thấp hơn mức cho phép. Nợ công lớn nhất là 44% so với mức cho phép 60%, nợ Chính phủ lớn nhất 43% so với cho phép 50% và nợ nước ngoài lớn nhất 45% so với 50%. Xét tiêu chí về nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia và bộ chi ngân sách tăng, bộ chi ngân sách bình quân 4,1% GDP so với mục tiêu 3% GDP. Chỉ tiêu trả nợ trực tiếp khoảng 33-34% GDP so với mục tiêu 25% GDP. Giai đoạn sau năm 2030, dự án đáp ứng chỉ tiêu nợ công với khoảng 52-53% GDP so với trần nợ giả định là 60%. Đồng thời, các chỉ tiêu nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bộ chi tăng có tăng, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp cũng tăng, tuy nhiên mức tăng không nhiều so với kịch bản không đầu tư dự án. Con số này là khoảng 67-68% GDP, khi đầu tư dự án so với 60-61% GDP nếu không đầu tư. Kịch bản đánh giá an toàn nợ công này chưa tính đến đóng góp của dự án và tăng trưởng GDP trong thời gian xây dựng, chưa tính đến phần chi phí đầu tư phương tiện thiết bị do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoàn trả và nguồn thu từ khai thác quỹ đất. Tỉnh Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, nhất là các dự án giao thông liên kết vùng, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025. Cụ thể, đối với dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 54,7 km, quy mô 4 làn xe, hiện giá trị khối lượng hoàn thành đã đạt trên 56% tổng giá trị hợp đồng. Dự án đường vành đai 5 đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang, quy mô đường cấp 2, 4 làn xe, hiện nay giá trị hoàn thành cũng đạt gần 50% giá trị hợp đồng. Tại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ km 31 quốc lộ 3 đến di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị khối lượng hoàn thành 5 gói thầu đang thi công đã đạt 61% tổng giá trị hợp đồng. Tại dự án tuyến đường kết nối quốc lộ 37 và đường tỉnh DT269B tỉnh Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối DT261, DT266 giai đoạn 1, các nhà thầu thi công cũng đang tập trung nhân lực phương tiện thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các huyện, thành trong tỉnh chuẩn bị khởi công một số công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn ngay trong thời điểm cuối năm 2024, gồm dự án xây dựng cầu An Long và đường kết nối tỉnh lộ DT270 với tỉnh lộ DT261 huyện Đại Từ, dự án đường vành đai 1 đoạn bờ đậu Phú Lương, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, dự án tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên, dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối đường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên từ kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Thái Nguyên gồm có hai tuyến đường bộ cao tốc CT07 và CT39 dài 108 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, 6 tuyến đường quốc lộ 3, quốc lộ 37, quốc lộ 1B, quốc lộ 3C, quốc lộ 17, đường Hồ Chí Minh dài gần 200 km, quy mô tối thiểu từ 2 đến 4 làn xe, 20 tuyến đường tỉnh hiện có chiều dài hơn 370 km,
quy mô tối thiểu 2 làn xe, 15 tuyến đường tỉnh quy hoạch mới dài hơn 200 km, quy mô tối thiểu 2 làn xe và 5 tuyến đường trọng điểm dài gần 140 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe. Các tuyến đường này kết hợp hình thành 3 tuyến trục dọc, 4 tuyến trục ngang và 2 tuyến đường vành đai để kết nối giao thông giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới được giao cho Ban Quản lý Dự án Thăng Long quản lý xây dựng tại huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian từ quý 4 năm 2024 đến quý 4 năm 2025 với tổng chi phí xây dựng khoảng 800 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024. Đại diện Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết quyết định ban hành nhằm kịp thời xử lý sập cầu Phong Châu cũ trên quốc lộ 32C, bảo đảm tính cấp thiết nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ, sớm kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông qua hai bên bờ sông nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong vùng, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong khu vực. Theo quyết định trên, Ban Quản lý Dự án Thăng Long chịu trách nhiệm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng công trình theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp với tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, ngày 18 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo việc đầu tư xây dựng lại cầu Phong Châu là nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện khẩn trương, có cơ chế đặc thù, lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng cầu Phong Châu mới nhanh nhất, bảo đảm an toàn và chất lượng. Để việc triển khai dự án xây dựng cầu Phong Châu mới đáp ứng tiến độ với thời gian ngắn nhất, cơ chế chính sách phù hợp nhất, tỉnh Phú Thọ, các bộ ngành đã thống nhất để Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản đầu tư. Dự án được áp dụng cơ chế quy định hiện hành trong tình huống xây dựng công trình khẩn cấp để hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, thiết kế, phê duyệt quyết định đầu tư, áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công dự án trong tháng 12 năm 2024. Với mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tỉnh Bình Định phấn đấu đến năm 2025 sẽ thi công hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Mục tiêu của kế hoạch phấn đấu đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 hoàn thành các công trình tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại, xây dựng tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp Becomex V-Ship Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn, đoạn tuyến chính, tuyến đường tránh DT-633 đoạn từ núi Gành đến giáp đường ven biển DT-639, phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, hoàn thành công trình tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh DT-638 đến đường ven biển DT-639 trên địa bàn huyện Phú Mỹ. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, hoàn thành các công trình đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, toàn bộ công trình xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp Becomex V-Ship Bình Định, kết nối với cảng Quy Nhơn bao gồm đoạn tuyến nhánh kết nối với tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong và thông xe kỹ thuật công trình đường ven biển tỉnh Bình Định. Đoạn cắt tiến Diêm Vân hoàn thành hạng mục móng cấp phối đá răm. Theo kế hoạch, phong trào thi đua cao điểm sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2024, sơ kết vào tháng 4 năm 2025 và tổng kết vào tháng 10 năm 2025.